Wow, thơm quá Mình mà còn thích nữa huống chi là heo với gà Chắc chắn mà bổ sung cái này vô thức ăn là heo với gà thích lắm luôn Ăn nhiều lắm luôn Mà sản phẩm Infamo còn có hiệu quả kháng viêm và chống stress oxy hóa nữa Để biết thêm hiệu quả của nó như thế nào Mời mọi người cùng tìm hiểu với em nhé Xin chào mọi người, mọi người có khỏe không ạ? À? Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của công ty AK Việt Nam Và nội dung video hôm nay mà em muốn chia sẻ với mọi người là một nội dung rất thú vị Đó là về tác hại của viêm nhiễm đường tiêu hóa và giải pháp kháng viêm hiệu quả Mời mọi người cùng xem video nhé Và nội dung chính của video hôm nay sẽ gồm 3 phần Phần đầu tiên là về ảnh hưởng của sự viêm nhiễm đến năng suất vật nuôi phần thứ hai là polyphenols và tác dụng kháng viêm. phần thứ ba là sản phẩm InflaMove. đầu tiên về sự viêm nhiễm thì như mọi người cũng biết khi có sự tác động của các yếu tố gây viêm tác động lên cơ thể hoặc là tác động lên tế bào thì sẽ kích hoạt hàng loạt các quá trình và dẫn đến cái sự viêm nhiễm là sưng nóng đỏ đau và viêm có ở hai thể thể đầu tiên là cấp tính và thể mãn tính. ở viêm cấp tính á, thì sẽ xảy ra nhanh chóng mạnh mẽ xuất hiện sau vài phút hoặc là vài giờ sau khi có sự kích hoạt của các yếu tố gây viêm. Thế nhưng à, nếu mà viêm cấp tính không được à, à, không được kiểm soát hoặc là nó ở dạng quá mức hoặc là các yếu tố kháng viêm không được loại bỏ khỏi cơ thể thì cái tình trạng viêm có thể sẽ kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc là lâu hơn dẫn đến dẫn đến bị viêm mãn tính. Mà kể cả viêm cấp tính hay viêm mãn tính đều tiêu tốn nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng của cơ thể. Người ta đã nhận thấy rằng các quá trình viêm có thể làm tiêu tốn đến 30% năng lượng và các chất dinh dưỡng. Tức là thay vì con thú, con vật, vật nuôi có thể sử dụng 100% năng lượng và các chất dinh dưỡng để cho cái à, mục đích là năng suất của chúng để à, sinh trưởng phát triển và sản xuất thì khi có sự viêm nhiễm thì nó phải tiêu tốn 30% cho sự viêm nhiễm rồi cho nên chúng chỉ sử dụng được 70% cho năng suất mà thôi điều này ảnh hưởng đáng kể đến năng suất chăn nuôi à, do đó mà đặt ra một vấn đề mà mọi người cũng biết rồi khi mà sự viêm nhiễm xảy ra ở bên ngoài da bên ngoài cơ thể chúng ta dễ dàng phát hiện và kiểm soát bằng cách là sử dụng các thuốc kháng viêm thế nhưng nếu như sự viêm nhiễm xảy ra ở bên trong đường tiêu hóa ở bên trong cái đường ruột của vật nuôi thì chúng ta không phát hiện được hoặc là khó phát hiện hoặc là chúng ta dễ bị bỏ qua à, mà mọi người cũng biết rồi thường thường ngày con vật ăn thức ăn nước uống hay là không khí xung quanh nó hay là cái môi trường nuôi chứa rất nhiều các uh, cái kháng nguyên có thể uh, gây viêm nhiễm cho vật nuôi mà chúng ta lại dễ bỏ qua cái cái việc viêm nhiễm đường tiêu hóa vì vậy nó có thể uh, nó dễ bị bị trở thành viêm mạng tính và ảnh hưởng đáng kể đến năng suất chăn nuôi. Vì vậy, à, điều cần thiết là đặt ra một cái vấn đề là phải sử dụng các chất kháng viêm vào trong thức ăn à, để bổ sung hàng ngày cho vật nuôi để mà kháng viêm hiệu quả. Thế nhưng có một vấn đề đặt ra. Vậy thì có thể sử dụng các cái thuốc kháng viêm mà thường được sử dụng trong thú y để bổ sung vào thức ăn hàng ngày hay không? Câu trả lời đó là không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì á, các cái thuốc kháng viêm này khi mà có viêm cấp tính xảy ra chúng ta sử dụng thì nó rất là hiệu quả. Nhưng, nhưng khi sử dụng lâu dài, sử dụng hàng ngày, nó tiếp xúc thời gian dài, thú, à, con vật à, tiếp xúc với nó một thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng xấu đến đến sức khỏe của vật nuôi. Ví dụ như à, thuốc kháng viêm như là aspirin thường được sử dụng đi. Nếu mà sử dụng lâu ngày, dài ngày á, thì nó có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày của à, vật nuôi, nó tổn thương đến gan và thận, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi. Vì vậy à, vì vậy chúng ta cần phải tìm ra một cái chất kháng viêm vừa kháng viêm hiệu quả mà lại vừa lành tính cho vật nuôi khi mà sử dụng trong một thời gian dài bổ sung hàng ngày cho vật nuôi và các chất kháng viêm chiết xuất từ thực vật là một cái lựa chọn hợp lý cho cái vấn đề này vậy thì chiết xuất kháng viêm từ thực vật là gì thì à, như mọi người cũng biết cơ thể của thực vật cũng giống như là con người hoặc là các cái loại động vật khác nó cũng có cái cơ chế để tự bảo vệ bản thân của mình à, ví dụ như à, trước những cái tác nhân gây hại chúng sẽ tiết ra sản xuất ra tổng hợp ra những cái chất gọi là chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật và cái nhóm chất polyphenol là thuộc nhóm chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật để chống lại các tác nhân gây hại của chúng À, các hợp chất polyphenol có nhiều trong các bộ phận của thực vật như là rễ, lá, hoa, trái và hạt. Và có một điều em cần nhấn mạnh là một đường ruột khỏe mạnh là chìa khóa để nâng cao năng suất vật nuôi. Mà hợp chất polyphenol đã được nghiên cứu và chứng minh là nó có tác dụng kháng viêm, chống stress oxy hóa tăng lợi khuẩn, giảm hại khuẩn và các cái chiết xuất thực vật này nó rất là thơm cho nên nó là kích thích tính ngon miệng của vật nuôi cho nên tăng tính ngon miệng và đặc biệt là tăng lượng vào trên động vật non Vì vậy, polyphenol giúp cải thiện hiệu quả cái hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm các cái rối loạn đường ruột Vì vậy, sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể của vật nuôi được nâng cao, được cải thiện do đó giúp nâng cao năng suất chăn nuôi Thế thì polyphenol kháng viêm bằng cách nào thì mọi người cùng xem video à, slide tiếp theo nha à, đầu tiên thì em sẽ nói đến cái sự tác động của cái yếu tố nfkb đến cái quá trình viêm đây là nfkb là một cái yếu tố điều hòa phiên mã nó là một cái yếu tố then chốt quan trọng để điều chỉnh phản ứng viêm mọi người nhìn vào cái biểu đồ này à, đây là một cái tế bào và cái hình hình tròn màu cam là nhân nhân của tế bào khi có cái sự tiếp xúc giữa các chất gây viêm với mô hay là tế bào như là độc tố vi khuẩn, virus, stress, oxy hóa vân vân thì cái yếu tố NFKB này nó ở ngoài tế bào chất nó sẽ đi vào bên trong nhân tế bào và nó được kích hoạt khi đó nó sẽ điều hòa phiên mã và làm cho tế bào tăng sản xuất các chất trung gian gây viêm qua nhiều bước và các chất trung gian gây viêm này sẽ làm tăng phản ứng viêm sẽ làm viêm nhiều hơn và polyphenol kháng viêm bằng cách tác động lên yếu tố NFkB, một yếu tố then chốt trong cái việc uh, quan trọng trong cái việc điều chỉnh phản ứng viêm và uh, do đó khi mà có sự tiếp xúc với các chất gây viêm uh, thì các uh, polyphenol sẽ ngăn chặn cái sự kích hoạt của yếu tố NFkB làm cho yếu tố NFkB nó không có hoạt hóa, nó không có được kích hoạt do đó uh, nó không có điều hòa phiên mã lên tế bào và do đó giảm cái sự sản xuất của các chất trung gian gây viêm và giảm viêm hay còn nói cách khác là polyphenol polyphenol giúp kháng viêm và tiếp theo là sản phẩm về Inflamove. Thế thì sản phẩm Inflamove là sản phẩm gì? Và có gì đặc biệt thì mời mọi người cùng xem tiếp nhé uh, Inflamu là sản phẩm chứa các polyphenol được chiết xuất từ hạt hương thảo uh, Cái hương thảo, hạt cà ri, bột trái nho hay là bột trái ô liu Và sản phẩm inframu đã được nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng kháng viêm uh, Giảm stress oxy hóa, giảm hại khuẩn, tăng lợi khuẩn, giảm tiêu chảy và các rối loạn đường ruột do đó à, mà và đặc biệt là các cái, cái, cái chiết xuất thực vật ở trong à, infamu nó rất là thơm cho nên là kích thích lượng ăn vào trong à, cho vật nuôi mà đặc biệt là ở giai đoạn con non à, do đó tăng cái lượng vào trên động vật non mà mọi người cũng mà mọi người cũng biết rồi ở cái giai đoạn con non tăng lượng ăn vào tăng hiệu quả sử dụng thức ăn thì sức khỏe của chúng năng suất của chúng sẽ tốt hơn và tạo tiền đề cho cái sự phát triển sau cho, ở những giai đoạn sau này tốt hơn À, do đó, Infomo giúp tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và tăng năng suất chăn nuôi. Vậy hiệu quả của sản phẩm infermo trên gà như thế nào thì mời mọi người cùng xem à, cái những cái kết quả thí nghiệm. Đây là thí nghiệm được thực hiện tại trường đại học Berlin ở Đức, được chia làm hai lô. À, lô đầu tiên là lô đối chứng sử dụng khẩu phần cơ bản và lô thứ hai là lô à, có bổ sung Infomo với liều 300 g trên tấn thì từ kết quả thí nghiệm chúng ta có thể thấy rằng sản phẩm Infamo giúp kháng viêm và giảm stress oxy hóa nhìn vào cái kết quả thí nghiệm trong bảng này các cái chỉ tiêu mà người ta theo dõi đó là corticosterone và interleukin 6 thì đây là hai cái chỉ tiêu về stress và quá trình viêm nếu mà hai giá trị của hai hai chỉ tiêu này càng cao thì tức là cái mức độ stress và mức độ viêm càng cao và ngược lại À, còn cái chỉ số bilirubin tổng số là chỉ số để đo về chức năng gan Nếu như mà chỉ số bilirubin tổng số càng cao thì chức năng gan càng kém à, Chỉ số bilirubin càng thấp thì chức năng gan càng tốt Và cái chỉ số T-BAS là cái chỉ số về stress oxy hóa Nếu như chỉ số này càng cao tức là cái mức độ stress oxy hóa nó sẽ càng cao Và khi nhìn vào cái bản kết quả này mọi người có thể thấy ở, ga ở những lô có ở lô có bổ sung Inflamove thì những cái chỉ số à, máu này á cải thiện đáng kể, cải thiện hơn rất nhiều so với gà ở lô đói trứng Hay nói cách khác là à, gà ở lô được bổ sung Inflamove à, có à, có giảm được cái quá trình viêm, à, giảm stress oxy hóa và à, tăng cường chức năng gan hơn. Tiếp theo là về uh, vi khuẩn trong đường tiêu hóa thì mọi người có thể thấy ở lô có bổ sung Inflamo thì giúp giảm được các vi khuẩn có hại là E.coli và Enterococci, uh, Enterococci rất đáng kể so với lô đối chứng và giúp tăng được uh, các vi khuẩn có lợi là Lactobacillus và Bifidobacteria uh, so với lô đối chứng rất nhiều mà mọi người có thể thấy ở đây uh, Infamo giúp giảm việc bổ sung Ivermo giúp giảm các vi khuẩn có hại là Enterococci giảm hơn 3 tỷ vi khuẩn trên 1 gam dịch tiêu hóa cái vi khuẩn có hại và giúp làm tăng hơn 14 tỷ vi khuẩn có lợi là Lactobacillus à, trên 1 gam dịch tiêu hóa một cái sự cải thiện rất là đáng kể đúng không ạ? À? Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà cái kết quả về các chỉ tiêu năng suất của gà ở lô có bổ sung Ivermo tốt hơn nhiều so với gà ở lô đói trứng mọi người có thể thấy ở đây các cái sự khác biệt về à, trọng lượng kết thúc về tăng trọng hàng ngày về hệ số chịu hóa thức ăn của gà ở lô có bổ sung inframu tốt hơn đáng kể so với gà ở lô đói trứng và cái sự khác biệt này là rất có ý nghĩa thống kê mà à, tiếp theo là người ta sẽ xem và về ảnh hưởng tác hiệu quả của infamoo trên cái việc tăng lượng ăn vào và năng suất của thú non. Mọi người có thể thấy cái biểu đồ ở đây với việc bổ sung infamoo trong thời trong giai đoạn từ 0 đến 7 ngày tuổi sẽ giúp gà tăng lượng ăn vào đáng kể và cái tăng trọng hàng ngày của gà được bổ sung infamoo cũng cao hơn đáng kể so với gà lô đói trứng. Và khi mà xét trong toàn giai đoạn, khi mà bổ sung Infamo trong toàn giai đoạn á, thì cái hệ số FCA của lô có bổ sung Infamo được cải thiện hơn nhiều so với ở lô đối chứng. À, và đồng thời cái trọng lượng suất của nó cũng cao hơn nhiều so với lô đối chứng. À, đó là những cái hiệu quả của Infamo trên gà. Vậy thì hiệu quả của Infamo trên heo như thế nào thì mọi người cùng xem tiếp nhé. Đây là thí nghiệm được thực hiện tại trường đại học Berlin Đức à, trên heo con cai sữa lúc 25 ngày tuổi và gồm 3 lô. À, lô đầu tiên là lô đói trứng, lô thứ hai là lô bổ sung Infamu với liều 400g trên tấn và lô thứ ba là lô bổ sung Infamu với liều 800g trên tấn và, và mỗi lô gồm 50 heo, 25, được 25 cái và 10 lần lặp lại. Thì đây là kết quả của thí nghiệm. Khi nhìn vào à, bản kết quả à, các cái chỉ tiêu à, chỉ tiêu năng suất của heo á à, ở giai đoạn sau cây sữa này á, thì mọi người có thể thấy à, về trọng lượng kết thúc nè về tăng trọng nè về hệ số chuyển hóa thức ăn của heo được bổ sung inframove cao hơn rất nhiều so với lô ở lô đối chứng và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê mà à, ở đây người ta còn có so sánh giữa cái việc bổ sung yvonon với liều 400 g trên tấn so với liều 800 g trên tấn thì người ta nhận thấy rằng à, bổ sung ở liều 800 g trên tấn thì nó có cải thiện hơn so với lô đối chứng nhưng mà nó cũng không có cải thiện à, khác biệt quá so với khi bổ sung ở liều 400 g trên tấn cho nên cái liều 400 g trên tấn là cái liều hợp lý để bổ sung cho à, trên heo và à, các chỉ tiêu về tiêu chảy sau cây sữa như là về à, tiêu chảy do theo cây sữa do ocoli hay là những cái heo à, tiêu chảy cho cây sữa mà được điều trị bằng kháng sinh hay là tỷ lệ chết của heo con sau cây sữa ở những lô, ở lô có bổ sung infamo thấp hơn nhiều thấp hơn đáng kể so với ở lô đó trứng mọi người cũng có thể thấy ở đây nè và à, tiếp theo là người ta sẽ xét về cái việc à, à, cái điểm phân cái tỷ lệ tiêu chảy của heo sau cây sữa khi à, của những heo thí nghiệm thì mọi người có thể thấy ở đây cái cái hình màu nâu này á cái màu nâu là tỷ lệ phân cứng màu xanh màu xanh lá là tỷ lệ phân mềm màu đỏ là tiêu chảy phân nhão và màu trắng là tiêu chảy phân lỏng thì mọi người có thể thấy ở đây ở những lô có bổ sung Inflamol thì à, giúp giảm đáng kể giúp giảm hiệu quả cái việc cái cái cái, cái bệnh tiêu chảy trên heo cây sữa À, mà mọi người có thể thấy ở những lô bổ sung Infamo thì thậm chí hầu như không có thấy cái việc tiêu chảy phân lỏng luôn do đó à, uh, Infamo giúp giảm tiêu chảy trên heo cai sữa một cách hiệu quả và em xin tóm tắt một lần nữa à, và em nhấn mạnh một điều là một đường ruột khỏe mạnh là chìa khóa là điều quan trọng để nâng cao năng suất vật nuôi và sản phẩm Infamo có hiệu quả À, đã được chứng minh, đã được nghiên cứu và chứng minh là có hiệu quả kháng viêm, chống stress oxy hóa, tăng lợi khuẩn, giảm hại khuẩn và tăng tính ngon miệng trên động vật non. Và Invermo giúp cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, à, giảm các rối loạn đường ruột, giảm tiêu chảy trên heo, trên gà và do đó sức khỏe đường ruột hay là sức khỏe tổng thể của vật nuôi cũng được cải thiện và nâng cao, do đó nâng cao năng suất chăn nuôi và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi à, cần thêm thông tin hoặc là có những cái thảo luận có những cái đóng góp thì mọi người à, vui lòng để lại bình luận ở phía bên dưới và mọi người đừng quên like và subscribe kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhé cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.